Mới đây, dư luận đã không khỏi bức xúc trước sự việc một cặp vợ chồng nhiễm COVID-19 nhưng lại nhất quyết ở trong nhà. Đáng nói, dù lực lượng chức năng đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ để đưa đi điều trị và cách ly, thì hai đối tượng này vẫn có thái độ chống đối. Cụ thể, người chồng sinh năm 1962 và người vợ sinh năm 1971 hiện đang sinh sống tại Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương. Vào tối ngày 22 tháng 5 vừa qua, sau khi xác định trên địa bàn có ca F0, lực lượng chức năng đã nhanh chóng di chuyển đến Đại lộ Hồ Chí Minh, nhà của cặp vợ chồng trên để đưa họ đi điều trị và cách ly. Tuy nhiên khi đến nơi, hai bệnh nhân đã có thái độ bất hợp tác, thậm chí còn gây khó dễ cho các cán bộ y tế. Không chỉ bắt bao nhiêu người phải chờ đợi mình, cặp vợ chồng này còn có thái độ khinh thường nhân viên y tế. Khi ra khỏi nhà và bị nhân viên y tế hỏi, biết bao nhiêu người chờ bao lâu rồi không, người vợ liền kéo khẩu trang khỏi miệng, lớn tiếng tranh cãi. Cách cư xử đó đã khiến nhiều nhân viên y tế có mặt tại đó vô cùng bức xúc và cảm thấy bị tổn thương. Có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, một tình nguyện viên sinh năm 1994, trú tại thành phố Hải Phòng, cũng không giấu nổi sự khó chịu. Anh chia sẻ, khi xe chở vợ chồng bệnh nhân ra tới sân của bệnh viện nhiệt đới, ca trực y tế đã tiếp nhận bệnh nhân. Tôi vừa mở xe cấp cứu cho bệnh nhân xuống thì ông T không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt ngay trước mặt mọi người khiến chúng tôi rất bức xúc. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an thành phố Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và đưa ra kết luận. Sự việc nói trên là có thật. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước thái độ của cặp vợ chồng nói trên. Hành vi này không chỉ khiến cho cán bộ y tế phải mệt mỏi, vất vả mà còn gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh.